ngày xưa có một cái hai mẹ con lạc đà đang ngồi tâm sự với nhau. Thì cái con lạc đà con nó hỏi lạc đà mẹ rằng: mẹ ơi, sao mà cái bướu chúng ta bự thế nhỉ? Thì con lạc đà mẹ mới rờ cái bướu của đứa con và lạc đà mẹ mới nói rằng: à, cái bướu của chúng ta bự bởi vì chúng ta phải đi trong sa mạc con. Sa mạc nắng gió rất là nhiều, phải mà nó không có nước, nó khô cạn không có nước nên chúng ta cần cái bướu bự để chúng ta trữ nước. Con lạc đà con hiểu, à, chúng ta cần có bướu để trữ nước. Vậy thì mẹ ơi, cái chân của ta làm sao mà nó to, nó tròn, nó bự dữ mẹ? Lạc đà mẹ nói là à, do chúng ta đi trong sa mạc á, là đường trong sa mạc nó rất là dài, cát rất là nhiều à, và chúng ta cần và gió nữa nên chúng ta cần cái chân trụ nó tốt như vậy để chúng ta mới thích hợp trong địa hình trong sa mạc. Thì đứa con nó hiểu ra được điều đó và nó nói à, vậy mẹ ơi, vậy cái con mắt của mình nó làm gì, nó có những cái lông mi nó rất là dài, nó khác những cái con mắt của những cái con khác và nó hoại, nó làm con rất là ngứa. Mẹ nói à, cái lông mi của chúng ta dài để khi chúng ta đi trong sa mạc á, gió nhiều không biết không, cát nó không có bị vướng vào cái con mắt của chúng ta à. Vậy là đứa bé lạc đà nó hiểu được, nó kêu vậy là cái bướu chúng ta bự, chúng ta trữ nước, cái chân chúng ta to tròn để chúng ta đi vững trong sa mạc, và đôi mắt dài để chúng ta thích hợp với cái môi trường nắng và gió, để chúng ta thích hợp trong môi trường trong sa mạc. Vậy thì sau khi nói tới đó thì cái con lạc đà con nó mới thắc mắc, nó mới hỏi rằng à, vậy mẹ ơi, chúng ta làm cái quái gì ở trong sơ thú vậy mẹ, chúng ta không đi ra trong sa mạc mẹ à. Các bạn có tự hỏi mình, có một ngày nào đó các bạn tự hỏi mình, chúng ta làm cái quái gì chúng ta ngồi ở đây không ạ? Cái đây là một cái câu hỏi lớn. Và nếu các bạn hỏi được cái câu hỏi chất lượng này thì các bạn sẽ có những cái thay đổi rất là tuyệt vời. Các bạn thấy không ạ? Chim nó phải bay lên trời, tại vì nó có cái môi trường đó nó bay lên trời được. Cá để nó phát huy tốt thì nó phải có môi trường nước à. Và con lạc đà tốt, phát triển tốt thì nó mới đi trong sa mạc, thì nó phát triển đến cái tố chất, cái tính năng của nó. Vậy có bao giờ các bạn tự hỏi rằng các bạn sinh ra các bạn đang là chim không ạ? Và các bạn phải bay cao, bay xa không ạ? Và các bạn có những bạn sẽ tự hỏi rằng à, em không biết em là gì. Thì các bạn phải thử chứ, các bạn cứ tự nhốt mình trong cái chuồng thì chúng ta là chim chúng ta cũng đâu biết chúng ta là chim đâu à. Vậy thì có bao giờ các bạn tự hỏi rằng là các bạn đã có cái khả năng bẩm sinh làm chủ cho mình một cái doanh nghiệp không ạ? Các bạn đã có khả năng bẩm sinh là chúng ta có khả năng chúng ta ra kinh doanh và chúng ta sở hữu cho một cái nhân. Có bao giờ các bạn thử hay không ạ? Hay là các bạn học ra trường rồi các bạn ngồi trong một cái văn phòng rồi các bạn làm việc mỗi ngày và các bạn cứ ngồi các bạn mơ, các bạn ước như cái con chim nó ngồi trong cái lồng á, nó cứ mơ một ngày nào đó nó bay ra, nó bay mà nó không dám, nó ra khỏi cái chuồng nó để nó bay. Đây là cái câu hỏi rất lớn. Và trong toàn bộ cái khóa học này mình sẽ giúp cho bạn trả lời cái câu hỏi này. Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thái Duy, hiện tại mình là giám đốc trung tâm vườn ươm doanh nhân B-Training. Thì cái trung tâm này nó thành lập được 8 năm rồi. Mình xuất thân từ quê, từ một cái vùng nông thôn nghèo ở tỉnh Khánh Hòa à, và mình bước chân vào đây à, và ngay bây giờ đây các bạn thấy mình nói lắp. Hồi nãy chắc chắn giờ là các bạn nghe mình nói lắp, mình là người nói Cà Lâm. Và lúc xưa mình là người hoàn toàn không có tự tin các bạn à, đặc biệt là mình nhớ là lúc mình học lớp 12 xong á, mình muốn thi vào đại học sư phạm để đỡ cho cái công việc gia đình đó các bạn à. Tại đại học sư phạm hồi đó là được lãnh học bổng 100% à, thì cái lúc mà làm hồ sơ thi vào đại học sư phạm á, trong cái quyển những điều cần biết á, họ mới ngọt nói ngọng nói lấp nói Cà Lâm mà không được thi vào cái trường này, các bạn thấy nó vui không ạ? À, nhưng mà bây giờ mình lại là cái người làm bên ngành đào tạo à, các bạn thấy nó có một hình ảnh trái ngược không ạ? Người ta định nghĩa rằng là nói lấp nói Cà Lâm nói ngọng thì không làm được cái này à, à, vậy thì bây giờ mình làm được thì các bạn thấy nó có một cái gì đó nó rất là thú vị, bản thân mình cũng thú vị. Rồi những năm tháng mình vào Sài Gòn này, từ một người không tiền, không kiến thức, không kinh nghiệm à, và một anh sinh viên nghèo thôi à, hàng ngày phải đi làm để có tiền để đi học, và mình đã bị trường đuổi học luôn à, và mình phải lên mình xin thầy hiệu trưởng, mà đứng khóc trước mặt thầy hiệu trưởng mình mới nói rằng là thầy ơi, thầy đừng có cho con nghỉ học. À, cái con rất là ham học à, cái tội của con là không có tiền thôi, thầy cứ cho con học, thầy cho con thi cho tới khi mà thi tốt nghiệp, cái ngày thi tốt nghiệp á, mà nếu mà con không có tiền con trả lại học phí á, thì thầy sẽ mới cho con thi, thầy sẽ cho con nợ ở chỗ đó, còn con rất là ham học. Thì thầy hiệu trưởng họ ông cảm động quá và ông ký giấy cho mình làm cái việc đó à, và sau khi ra trường thì mình đi làm việc cho một cái công ty nước ngoài.
Các bạn biết mình rất là cố gắng, mình rất là nỗ lực. Chỉ sau 6 tháng thôi à, mình lên được cái chức trưởng phòng. Mình là người Việt Nam trẻ nhất trong cái công ty đó lên được cái vị trí trưởng phòng xuất nhập khẩu. Tuy nhiên cái điều đó nó vẫn không giải quyết được một câu hỏi rất lớn của mình là mình cần tiền nhiều hơn các bạn à. Cần tiền nhiều hơn, thứ nhất là cái thời đó mình vẫn chưa có cái chiếc xe máy đâu ạ. Mình vẫn còn đi cái chiếc xe đạp. Công ty đưa rước mình đi làm việc thôi. Các bạn biết mình còn 5 đứa em nữa, mà lúc đó có thêm 2 đứa em nó vào đây Sài Gòn ở mình, và nhiệm vụ của người anh hai, các bạn biết, người miền Trung, các bạn biết, người anh hai phải lo lại cho những cái đứa em. Mình vẫn chưa có tiền để lo được cho mấy em. Cái câu hỏi tiếp theo nữa là mình cần tiền để mình mua nhà, mua cửa, mình khát khao, mình muốn thành công ở đất Sài Gòn. Tuy nhiên cái sự nỗ lực cố gắng trên cái con đường làm công của mình đó, mình thấy nó vẫn thiếu thiếu một cái gì đó. Mình không giải thích được, nó thiếu thiếu một cái gì đó. Tức là mà cái thiếu lớn nhất lúc đó mình cần nhất đó là tiền. Mình nỗ lực rất nhiều mà mình không có tiền. Thì mình mới nhìn gì ạ? Mình mới nhìn những ông chủ của mình và những cái đối tác làm việc với mình. Họ rất là thành công, họ rất là giàu có. Mình mới hỏi là anh làm gì để họ mình được như họ nha. Thì mình mới phát hiện ra là họ là những ông chủ. Họ là những người ra làm kinh doanh. Vậy thì mình muốn thành công như họ, mình muốn có tiền như họ thì mình phải giúp họ. Cái đó là một cái câu hỏi nó rất là lớn ngay cái thời điểm đó. Và 11 tháng mình làm cho công ty nước ngoài, sau 11 tháng làm việc cho công ty nước ngoài, tức là 6 tháng sau mình lên chức trưởng phòng, mình làm cái chức trưởng phòng có được vài tháng thôi, mình bắt đầu ra khởi sự một cái doanh nghiệp riêng của mình bằng việc là anh chàng đi bán nước mắm. Mình bắt đầu từ việc đi bán nước mắm, và các bạn biết thấm thoát nó đã 20 năm. Và ở mình là bây giờ trở thành một cái quê hương thứ hai của mình là ở Sài Gòn rồi. Ngày hôm nay mình đã sở hữu cho mình 5 cái doanh nghiệp riêng. Một cái doanh nghiệp về đào tạo thì các bạn biết rồi. Doanh nghiệp thứ hai là về phần mềm. 2 cái doanh nghiệp về dược và 1 cái doanh nghiệp bằng cái xe đẩy bằng tay. Bản thân những doanh nghiệp đó thì có các cái CEO họ hoạt động, cũng không ảnh hưởng đến mình nhiều. Riêng bản thân mình thì mình đi đầu tư là chủ yếu. Và trong quá trình khi 35 tuổi, 36 tuổi, 37 tuổi mình đã đạt được những cái việc đó rồi, thì rất nhiều em sinh viên hỏi mình làm sao để em được như anh. Thì mình mới nói rằng là thì các bạn ra làm kinh doanh giống mình đi. Thì các bạn cứ nói mình một câu rằng là em không có tiền. Thì mình cũng giải thích với các bạn rằng là hồi kia anh bắt đầu ra anh cũng đâu có tiền đâu. Tuy nhiên là các bạn im lặng rồi các bạn cũng đi về. Lần khác mình lại gặp một cái bạn khác, và các bạn khác hỏi làm sao để em được nhanh. Mà nói là thôi ra làm kinh doanh đi. Bạn nói em không có tiền đâu. Mình nói hồi xưa anh cũng đâu có tiền đâu. Rồi cái cuộc nói chuyện tới đó rồi nó cũng dừng. Rồi nó lại đi. Lần khác nữa mình gặp một em khác, nó nói là làm sao em được nhanh. Thì mình nói là đi học ra, đi làm kinh doanh đi. Nó nói em đâu có tiền đâu. Đứa khác nói em đâu có kinh nghiệm đâu. Đứa khác nói em đâu có kiến thức đâu. Em đâu có mối quan hệ đâu. Mình nói hồi xưa mình cũng chả có những cái đó. Mình chỉ biết lao và mình làm, và từ từ mình có cái đó. Mấy em nó cũng tới đó rồi, nó cũng dừng. Cho tới một ngày nào đó cái câu hỏi trong đầu của mình nó rất là lớn. Vậy thì bằng cách nào đó lúc xưa mình làm được nhỉ? Và mình ngồi mình tổng kết lại hơn 20 năm kinh nghiệm của mình, và mình đúc kết toàn bộ những cái kinh nghiệm này trong cái khóa học này. Mình tin rằng các bạn đeo đuổi hết cái chương trình này, các bạn sẽ có những câu trả lời nó rất là ý nghĩa cho cuộc đời của bạn. Và sau đó các bạn sẽ thay đổi rất nhiều. Khi chúng ta chỉ cần thay đổi con đường đi là cuộc sống chúng ta nó sẽ thay đổi. Các bạn hình dung ra điều này không ạ? Chúng ta chỉ cần thay đổi một cái suy nghĩ đó, chúng ta cần thay đổi một góc nhìn gì đó, là kết quả cuộc sống ta nó sẽ thay đổi theo.